Hello and welcome to Learning Vietnamese with Thảo. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cùng học tiếng Việt với Thảo. In the podcast today, we will see the reason why many Vietnamese young people learn Japanese and Korean nowadays. Vì sao giới trẻ Việt Nam học tiếng Nhật và tiếng Hàn ngày càng nhiều? Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh podcast của tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một xu hướng học ngôn ngữ đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ Việt Nam, học tiếng Hàn và tiếng Nhật. Tại sao lại có xu hướng này? Và điều gì khiến hai ngôn ngữ này trở nên hấp dẫn đối với người Việt? Hãy cùng nhau khám phá nhé! Sự ảnh hưởng của văn hóa đại chúng. Một trong những lý do lớn nhất khiến người Việt, đặc biệt là giới trẻ, học tiếng Hàn và tiếng Nhật chính là sự ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa đại chúng từ hai quốc gia này. Với tiếng Hàn, chúng ta không thể không nhắc đến làn sóng Hallyu, Hàn lưu với K-pop, phim truyền hình Hàn Quốc và thời trang đang chiếm lĩnh thị trường giải trí toàn cầu. Nhiều bạn trẻ Việt Nam yêu thích các nhóm nhạc như BTS, Blackpink hay các diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Khi đam mê những sản phẩm văn hóa này, họ mong muốn hiểu rõ hơn ngôn ngữ và văn hóa, từ đó bắt đầu học tiếng Hàn. Với tiếng Nhật, sự phát triển của anime, manga và game cũng có tác động rất lớn đến sự yêu thích của người Việt đối với ngôn ngữ này. Rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đam mê anime, truyện tranh Nhật Bản hoặc các game nhập vai nổi tiếng từ Nhật và họ muốn học tiếng Nhật để có thể tiếp cận và hiểu rõ những tác phẩm này hơn. Cơ hội việc làm hấp dẫn. Một lý do khác khiến nhiều người Việt học tiếng Hàn và tiếng Nhật là do cơ hội nghề nghiệp mà hai ngôn ngữ này mang lại. Các doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản đang đầu tư rất mạnh mẽ vào Việt Nam với nhiều tập đoàn lớn như Samsung, LG, Toyota và Honda hoạt động tại đây. Điều này mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người Việt, đặc biệt là những người biết tiếng Hàn hoặc tiếng Nhật. Đối với những công ty này, khả năng giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ của họ là một lợi thế rất lớn. Ngoài ra, nhu cầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đang tăng cao và biết tiếng của hai nước này là một yêu cầu cần thiết để có thể làm việc trong các ngành công nghiệp và dịch vụ tại đó. Giáo dục và du học. Không chỉ dừng lại ở việc làm, du học cũng là một động lực khiến nhiều người Việt học tiếng Hàn và tiếng Nhật. Hàn Quốc và Nhật Bản là những quốc gia có nền giáo dục chất lượng cao và nhiều chương trình học bổng hấp dẫn. Các trường đại học ở hai quốc gia này không chỉ nổi tiếng trong khu vực mà còn trên toàn thế giới. Rất nhiều sinh viên Việt Nam chọn Hàn Quốc hoặc Nhật Bản để tiếp tục con đường học vấn của mình. Từ đó, học ngôn ngữ là điều tất yếu. Đối với họ, học tiếng Hàn hay tiếng Nhật không chỉ giúp họ hòa nhập tốt hơn trong môi trường mới mà còn là bước đệm quan trọng cho sự nghiệp trong tương lai. Gắn kết văn hóa và cộng đồng. Ngoài việc làm và học tập, học tiếng Hàn và tiếng Nhật còn giúp người Việt hiểu rõ hơn về văn hóa của hai quốc gia này. Học ngôn ngữ không chỉ là học từ vựng và ngữ pháp mà còn là tìm hiểu về lối sống, tư duy và phong tục tập quán của một dân tộc. Việc học tiếng Hàn và tiếng Nhật còn tạo ra một cộng đồng học tập và giao lưu sôi nổi. Với các câu lạc bộ, lớp học và sự kiện giao lưu văn hóa thường xuyên được tổ chức, tạo cơ hội cho những người yêu thích ngôn ngữ và văn hóa Hàn, Nhật có thể kết nối với nhau. Điều này không chỉ giúp cải thiện kỹ năng ngôn ngữ mà còn làm giàu thêm trải nghiệm cuộc sống của họ. Kết luận, tóm lại, việc học tiếng Hàn và tiếng Nhật đang trở thành một xu hướng phổ biến tại Việt Nam vì nhiều lý do. Từ sự ảnh hưởng của văn hóa đại chúng, cơ hội việc làm, du học cho đến việc tìm hiểu và gắn kết với những nền văn hóa mới, tất cả đều góp phần làm nên sự hấp dẫn của hai ngôn ngữ này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast hôm nay. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về lý do tại sao người Việt lại học tiếng Hàn và tiếng Nhật nhiều như vậy. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo.